Tổng thống Ecuador, ông Lenin Moreno, nói rằng ông Julian Assange, người sáng lập ra Wikileaks, đã liên tục vi phạm quy định tị nạn tại tòa đại sứ Ecuador ở London, nơi ông ta đang tị nạn gần 7 năm nay. Theo bản tin của tờ The Guardian, khi nói chuyện với giới truyền thông Ecuador hôm thứ Hai, ngày 2 tháng 4, Tổng thống Moreno nói rằng theo quy định để cho ông Assange được tị nạn, ông ta không được nói dối, chứ đừng nói tới việc xâm phạm vào các điện thư cá nhân hoặc điện thoại cá nhân mà ông Assange đã không được phép, can dự vào chính trị các quốc gia khác, chứ đừng nói tới các quốc gia thân hữu. Ông Moreno bày tỏ sự bực bội rằng hình ảnh của phòng ngủ tôi, món ăn tôi ăn và cách vợ tôi cùng các con gái và bạn bè nhảy múa đã bị phát tán trên các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, ông Moreno không trực tiếp cáo buộc rằng Wikileaks đã tung ra các hình ảnh của gia đình ông, nghe lén điện thoại và các cuộc nói chuyện riêng tư của ông. Tuy nhiên, chính quyền Ecuador nói rằng họ tin rằng Wikileaks chính là thủ phạm đưa các hình ảnh này ra công chúng. Phản ứng bực bội của ông Moreno là một chỉ dấu cho thấy Tổng thống Ecuador ngày càng không hài lòng với ông Assange và có thể đang nghĩ tới việc trục xuất ông Assange ra khỏi tòa đại sứ ở London.